Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau chuỗi ngày dài chờ đợi, cuối cùng người hâm mộ Manchester United cũng đã có cơ hội chứng kiến đội bóng con cưng của mình thi đấu khi thầy trò Erik ten Hag sẽ bước vào vòng 4 FA Cup với đối thủ Newport County. Trước câu lạc bộ đang chơi tại giải hạng 4, đây sẽ là cơ hội để đoàn quân áo đỏ ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo tại cúp độc thân, đồng thời tạo đà tâm lý thuận lợi cho phần còn lại của mùa giải năm nay, hứa hẹn sẽ vô cùng khó khăn. Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng Quỷ Đỏ không được phép chủ quan trước chuyến đi đến xứ Wales và họ cần phải biết cách giải quyết đối thủ cũng như giúp các trụ cột tìm lại cảm giác thi đấu tốt nhất. Và không để các bạn phải đợi lâu, hãy cùng Verena Football đưa ra những nhận định về màn so tài vào lúc 23 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 28 tháng 1 năm 2024. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng điểm qua sự chuẩn bị của hai đội. Sau 2 tuần nghỉ ngơi để hồi phục năng lượng ở giai đoạn giữa mùa giải, thầy trò Erik ten Hag phần nào đã giải tỏa áp lực cũng như ổn định lại thể trạng để chuẩn bị cho chặng đường sắp tới. Những kết quả trong thời gian qua của Quỷ Đỏ là không tốt khi họ đã bị tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League với 32 điểm trong tay, kém top 4 đến 11 điểm. Và đây thực sự là một khoảng cách khá lớn trong bối cảnh các đối thủ đang cho thấy sự ổn định của mình. Chính vì vậy, đấu trường FA Cup được xem là cứu cánh cho Man United nếu họ thất bại trong mục tiêu giành tấm vé tham dự UEFA Champions League. Ở vòng đấu thứ 3 vừa qua, đoàn quân của thầy 10 đã có thắng lợi nhẹ nhàng trước Wigan nhờ các pha lập công của Diogo Dalot và Bruno Fernandes. Tuy vậy, trận hòa gần nhất trước Tottenham Hotspur đã cho thấy sự bất ổn luôn là vấn đề đeo bám đội bóng suốt từ đầu mùa giải và cũng chẳng có bất kỳ lối chơi hay chiến thuật nào được định hình cụ thể. Thời gian qua, Sir Jim Ratcliffe cùng với các cộng sự đã ưu tiên cho việc tái cấu trúc lại giới thượng tầng với những nhân vật đầy tài năng và sẽ giúp ích rất nhiều cho Manchester United trong tương lai. Vì vậy, thầy trò Erik ten Hag cần cố gắng ghi điểm trong mắt của ban lãnh đạo mới để có cơ hội được ở lại nhà hát của những giấc mơ. Còn không, một cuộc thanh lọc lực lượng sẽ nổ ra vào mùa hè và hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều bất ngờ. Thất bại mới đây trước Burnley tại trận giao hữu kín là một hồi chuông cảnh báo cho đoàn quân của thầy 10 là không được phép chủ quan dù đối thủ của họ chỉ đang chơi ở League 2. Về phần Newport County, họ đã bắt đầu hành trình FA Cup mùa này với trận đấu tại vòng 1 tiếp đón Oldham Athletic trên sân nhà. Trước đối thủ được đánh giá thấp hơn, đoàn quân của Graham Coughlin đã có thắng lợi nhẹ nhàng 2-0 trước khi bước vào vòng 2 với đối thủ Barnet. Hai đội đã hòa nhau 1-1 tại Rodney Parade trước khi Newport hủy diệt Barnet đến 4-1 trong trận đá bù diễn ra sau đó để hiên ngang tiến vào vòng 3 cúp độc thân. Kịch bản tại vòng đấu này cũng chẳng khác là bao so với vòng 2 khi phải cần đến 2 lượt trận, đại diện của League 2 mới giành lấy tấm vé đi tiếp. Ngoài thắng lợi tại FA Cup, Newport County cũng đang bất bại trong 5 trận gần nhất tại giải hạng 4 của nước Anh với 2 trận hòa cùng 3 chiến thắng. Mới đây, họ đã đánh bại Wrexham của tài tử Deadpool Ryan Reynolds với tỷ số 1-0 trên sân nhà và giữ vững vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 37 điểm. Thầy trò Graham Coughlin hiện đang kém nhóm dự playoff tranh suất thăng hạng 6 điểm và đây là khoảng cách không quá lớn và hoàn toàn có thể san lấp bất cứ lúc nào. Nếu chơi tốt trước Manchester United vào Chủ nhật này, đây được xem là cú hích tinh thần rất lớn để đội bóng này tiến bước trên hành trình thăng hạng của mình. Tiếp theo, hãy cùng đến với tình hình lực lượng trước giờ bóng lăn. Theo những cập nhật mới nhất trong thời gian qua tại trung tâm huấn luyện Carrington, bộ đôi người Anh là Harry Maguire cùng với Luke Shaw đã hoàn toàn bình phục chấn thương hồi giữa tháng 12 và hoàn thành trọn vẹn giáo án của huấn luyện viên Erik ten Hag. Đây được xem là cú hích tinh thần rất lớn của đội bóng vì cách đây 2 tuần, Lisandro Martinez và Casemiro cũng đã được điền tên vào đội hình tham dự trận đấu với Tottenham. Licha đã được tung vào sân trong hiệp 2 và có một màn trình diễn khá tốt. Với những cầu thủ trở lại sau chấn thương, điều quan trọng nhất là tìm kiếm nhịp độ thi đấu cùng với cảm giác bóng. Và trước đối thủ không được đánh giá cao là Newport County, đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để các ngôi sao của Quỷ Đỏ làm nóng trước hành trình hứa hẹn đầy khó khăn phía trước. Ngoài những tín hiệu tích cực về mặt lực lượng, thì mới đây, trang chủ của câu lạc bộ cũng xác nhận Anthony Martial sẽ lên bàn mổ để chữa trị chấn thương háng và anh sẽ vắng mặt trong vòng 10 tuần, tức là giữa tháng 4 thì cụ mã mới có thể tái xuất sân cỏ.
Đây dường như là dấu chấm hết cho tiền đạo người Pháp tại nhà hát của những giấc mơ. Cùng với đó, Manchester United cũng sẽ không có sự phục vụ của Tyrell Malacia, Victor Lindelof và Mason Mount. Trong đó thì chàng núi đã bắt đầu quá trình hồi phục của mình gần một tháng qua và anh dự kiến sẽ trở lại ở chuyến làm khách cho Wolverhampton tại Premier League. Sự mong chờ của người hâm mộ cuối tuần này chắc chắn sẽ đổ dồn vào khung gỗ khi mà thủ thành Altay Bay India sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên cho Quỷ Đỏ kể từ khi chuyển đến đây từ Fenerbahce. Và liệu gã khổng lồ người Thổ Nhĩ Kỳ có nắm bắt được cơ hội của mình để tạo ra một cuộc cạnh tranh thú vị với Andre Onana trong thời gian tới. Về phía Newport County, mùa hè vừa qua họ chỉ đưa về những bản hợp đồng cho mượn hoặc là miễn phí, vì với một đội bóng ở hạng dưới, thật khó để chi tiền tậu về những nhân tố chất lượng. Đáng chú ý trong danh sách tân binh của câu lạc bộ là những cầu thủ như Adam Lewis từ Liverpool, Matthew Baker từ Stoke City, Ryan Delaby từ Morecambe hay Shane McLaughlin từ Salford City. Trong đó thì tân binh McLaughlin chính là người để lại nhiều ấn tượng nhất cho đến thời điểm này của mùa giải. Anh đã có cho mình 6 bàn thắng cùng với 7 kiến tạo sau 36 trận đấu, một thành tích rất ấn tượng. Và đây sẽ là ngòi nổ cực kỳ nguy hiểm bên cánh phải mà Manchester United cần đề phòng ở trận đấu tới. Ngoài ra bên hành lang đối diện, Will Evans cũng sẽ là nhân tố có thể mang đến những khoảnh khắc bùng nổ bất ngờ nếu có được khoảng trống. Ngôi sao 26 tuổi hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội bóng với 18 pha lập công cùng với 2 đường kiến tạo. Khả năng hoạt động rộng của cầu thủ người xứ Wales sẽ mang đến rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Quỷ Đỏ. Cùng với trung phong cắm mang tên Omar Bogle, người hiện đang có cho mình 8 bàn thắng cùng với 4 kiến tạo từ đầu mùa, sẽ hợp thành tam tấu của Newport County trong việc làm khó dễ đội khách. Nhiều khả năng một lối chơi tử thủ với số lượng lớn các hậu vệ bên phần sân nhà sẽ là lựa chọn của huấn luyện viên Graham Coughlin nhằm chờ đợi khoảnh khắc lịch sử nếu ghi được bàn thắng vào lưới của Man United. Về lịch sử đối đầu, đây là lần đầu tiên hai đội chạm trán nhau trong lịch sử và các ngôi sao của Manchester United sẽ có cơ hội trải nghiệm tại một sân đấu có cơ sở vật chất khá tồi tàn. Trong đó, phòng thay đồ có những bức tường xám xịt, gạch màu be, thạch cao bong chóc, một chiếc bàn gấp, một chiếc ghế vật lý trị liệu, vài chiếc thùng rác và hai bồn tiểu. Các cầu thủ dự bị và ban huấn luyện của Quỷ Đỏ sẽ theo dõi trận đấu từ hàng ghế sân khách chỉ chứa được 13 người. Phòng họp báo cũng vô cùng nhỏ bé. Nhưng với người hâm mộ của Newport County, đây chẳng khác nào là khoảnh khắc lịch sử đối với họ. Để chuẩn bị cho cuộc đón tiếp Manchester United ở FA Cup, Newport County đã thông báo rằng họ sẽ dựng một khán đài tạm thời. Sức chứa sân vận động sẽ tăng 1.000, tức là 9.000 chỗ. Khán đài tạm sẽ được đặt phía sau North Terrace. Việc bổ sung này sẽ giúp các cổ động viên của đội khách có thêm 400 chỗ. Tiếp theo, hãy cùng với Red Football soi kèo vui vẻ và dự đoán kết quả. Nhưng hãy nhớ rằng, người đánh là người thua, người không đánh mới là người thắng. Còn thắng cái gì thì chúng tôi cũng không biết. Về dự đoán bàn thắng, với việc chỉ phải gặp đội bóng hạng dưới là Newport County, đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để hàng công của Man United giải tỏa sức ép, cũng như làm nóng máy cho hành trình còn lại của mùa giải năm nay. Vì vậy, tổng số bàn thắng ở trận đấu tới hoàn toàn có thể lớn hơn 3,5 bàn, cũng như một thắng lợi với cách biệt sẽ là mục tiêu mà thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag hướng đến trong trận đấu tới. Theo dự đoán của chúng tôi, dù phải làm khách nhưng với quãng nghỉ dài ngày, các cầu thủ sẽ hồi phục đủ thể lực để mang đến một màn trình diễn tốt nhất. 3-0 hoặc là 4-0 sẽ là những tỷ số có thể xảy ra vào đêm chủ nhật tới, và các bạn hãy đưa ra nhận định cho riêng mình. Cuối cùng là dự đoán đội hình. Theo dự đoán của Red Football, huấn luyện viên Erik ten Hag tiếp tục lựa chọn sơ đồ 4-3-3. Và với tình hình lực lượng đang dần được cải thiện, cũng như trước đối thủ không đáng ngại, Manchester United sẽ có được thắng lợi nhằm giải tỏa áp lực rất lớn trong thời gian qua. Trong khung gỗ sẽ là màn ra mắt của thủ thành số 1 Altay Bay India. Bộ đôi trung vệ sẽ là sự kết hợp giữa Harry Maguire cùng với Lisandro Martinez, trong khi hai hành lang cánh bao gồm Diogo Dalot bên cánh phải và Luke Shaw ở phía đối diện. Ở vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là bộ ba Casemiro kết hợp cùng với Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes. Trên hàng tấn công, bộ ba tấn công là Marcus Rashford bên trái, Alejandro Garnacho bên phải và trung phong Rasmus Højlund. Trong khi đó, Newport County vẫn tiếp tục trung thành với sơ đồ 5-3-2 để đảm bảo sự chắc chắn, qua đó quyết tâm tạo nên khoảnh khắc lịch sử khi ghi bàn vào lưới Quỷ Đỏ thành Manchester. Trong khung gỗ sẽ là thủ thành người Antigua và Barbuda Nick Townsend. Bộ ba trung vệ sẽ là sự kết hợp giữa James Clark, Scott Bennett cùng với Ryan Delaney.
Trong khi đó, hai wingback bao gồm Shane McLaughlin bên cánh phải và Adam Lewis ở phía đối diện. Ở vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là bộ ba Brins Morris, Harry Chancely kết hợp với Aaron Wildick. Trên hàng tấn công sẽ là bộ đôi tiền đạo Will Evans cùng với Seb Palmer-Houdin. Sau quãng nghỉ dài ngày vừa qua, Manchester United sẽ bước vào hành trình còn lại của mùa giải bằng trận đấu với đối thủ hạng tư tại vòng 4 FA Cup. Đây sẽ là cơ hội để các trụ cột vừa trở lại sau chấn thương có thể tìm lại cảm giác thi đấu trước khi sẵn sàng để hoàn thành mục tiêu đề ra. Cúp độc thân sẽ là cứu cánh cho Quỷ Đỏ ở mùa giải năm nay và họ cần quyết tâm để tiến sâu nhằm giành được lấy danh hiệu mà đội bóng đã bỏ lỡ ở mùa trước. Cuối cùng, xin được chúc quý khán giả có một đêm tận hưởng niềm vui bóng đá khi xem Manchester United thi đấu. Và đừng quên trận đấu tại vòng 4 FA Cup sẽ diễn ra vào lúc 23:30 đêm Chủ nhật ngày 28 tháng 1. Và hy vọng rằng quý khán giả sẽ tìm được niềm vui trọn vẹn khi xem đội bóng con cưng của mình thi đấu để bắt đầu một tuần làm việc mới nhiều niềm vui và hiệu quả trong những ngày cuối năm này. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!